mình đến đấy sợ rất khỏi cứng này. Cháu dưới nhà kia chả biết làm gì được, chắc tầm 3-4 mắt tầm na đấy nó còn tự mọc hột đâu cây na dưới nhà này. Năm nay quả được một ít quả to, còn đâu quả rất là mình đấm sao bằng cái đít chén. Chắc là vừa rồi ấy kiểu món chặt được cái cây xoan nó